Trekking, cắm trại, câu cá, đi thuyền, tắm suối là những trải nghiệm phổ biến ở Vườn Quốc gia Tam Đảo. Vườn Quốc gia Tam Đảo là một trong những khu rừng sinh thái lớn nhất miền Bắc, trải dài 80 km qua 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Vườn có tổng diện tích gần 37.000 ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh tự nhiên và ranh giới từ độ cao 100m trở lên vòng quanh núi Tam Đảo. Du khách có thể đến đây vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, với khí hậu mát mẻ quanh năm, Vườn Quốc gia Tam Đảo là địa điểm tránh nóng lý tưởng vào mùa hè. Tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, du khách có thể đi bộ tham quan hệ động thực vật truyền thống, trải nghiệm camping, câu cá, chèo thuyền, tắm suối, thác tại một số địa điểm như Hồ Xạ Hương, đỉnh Rít, thác K75. Những địa điểm này phổ biến trong khoảng 2 năm gần đây, không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nên du khách chỉ cần khai báo thông tin cá nhân, thời gian, địa điểm check-in, cắm trại, số lượng thành viên với chính quyền địa phương. Vườn chưa áp dụng thu phí nhưng yêu cầu du khách nghiêm túc thực hiện các quy định bảo vệ rừng. Địa điểm cắm trại thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Vườn Quốc gia Tam Đảo là Hồ Xạ Hương. Đây là một cung tương đối dễ, phù hợp với cả trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Để đến được hồ, từ đập Xạ Hương, du khách đi theo con đường mòn xuyên qua rừng dài khoảng 6 km. Với diện tích trải dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam trên dãy núi Tam Đảo, Vườn Quốc gia Tam Đảo có sự phân hóa rõ rệt về hệ sinh thái ở hai sườn Đông Tây. Trên đường, có thể gặp những loài thực vật như trà hoa đỏ, trà hoa vàng, đỗ quyên, cây hoa tiên, các loại lan rừng và một số loài động vật như bướm kiếm, sóc đen, chim hút mật, khỉ mặt đỏ. Đường đi không quá khó nhưng phải vượt qua nhiều loại địa hình. Bắt đầu với con đường mòn dễ đi trong rừng thông qua những cây cầu khỉ. Từ đoạn rừng Dương Sỉ, địa hình trở nên khó đi hơn, phải leo qua những vách đá dốc và lội qua những con suối trơn trượt, trung bình mất khoảng 2 tiếng để đến Hồ Xạ Hương. Đây là một hồ nước ngọt nhân tạo, được xây dựng từ năm 1984. Hồ nằm trên lưng núi tại thung lũng núi Con Trâu, thuộc làng Xạ Hương, xã Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hồ rộng khoảng 83 hectare với 4 con suối lớn và hàng trăm khe nhỏ từ Vườn Quốc gia Tam Đảo chảy vào lòng hồ, giữ cho hồ không bao giờ cạn. Hồ được bao bọc bởi rừng cây tự nhiên. Phía cuối hồ có một bãi cỏ xanh, là địa điểm lý tưởng để camping và tổ chức các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Ở đây không có điện, mạng Internet và sóng điện thoại, phù hợp với những du khách muốn tìm một nơi yên bình, tách biệt để thư giãn. Tại hồ, du khách có thể trải nghiệm camping, câu cá ven hồ, đi thuyền ngắm cảnh, khám phá dòng suối Xạ Hương, bắt cua cá hoặc tắm suối. Đồ ăn có thể được chế biến ngay tại chỗ. Hồ Xạ Hương là một cung trekking ngắn, có thể đi trong ngày. Tuy nhiên, thời gian thích hợp để trải nghiệm camping Hồ Xạ Hương là khoảng 2 ngày. Du khách có thể tổ chức tiệc nướng BBQ, đốt lửa trại qua đêm, ngắm hoàng hôn và bình minh trên hồ. Vườn Quốc gia Tam Đảo còn có một số điểm trekking khám phá với độ khó cao hơn. Đỉnh Rít cao 1.594m là đỉnh núi cao nhất của dãy Tam Đảo và cũng là cung khó nhất, với địa hình nổi bật là những con dốc cao. Quãng đường trekking đến đỉnh Rít dài khoảng 12 km, mất 6-8 tiếng để hoàn thành. Tại đỉnh Rít, du khách có thể tham gia trải nghiệm câu cá, tắm suối, thác, khám phá hệ động thực vật tại đây. Trekking đỉnh Rít có thể đi trong ngày, nhưng du khách vẫn có thể mang theo lều, trại để cắm trại qua đêm, ngắm hoàng hôn xuống bên phía tỉnh Tuyên Quang và săn mây vào sáng sớm. Thác K75 là một con thác tự nhiên nằm trong Vườn Quốc gia Tam Đảo và chưa nhiều người biết tới. Quãng đường trekking đến thác dài khoảng 6 km, mất khoảng 3-4 tiếng để leo dốc lội suối. Cũng giống như đỉnh Rít, du khách cũng có thể kết hợp trekking và cắm trại qua đêm tại thác K75, trải nghiệm các hoạt động câu cá, tắm thác. Một số lưu ý khi trekking và camping tại khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo là chọn thời điểm thích hợp để trekking, tránh những ngày mưa, bão, nên thuê porter có nhiều kinh nghiệm và am hiểu địa hình, mang theo đồ y tế, chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, trang phục phù hợp như quần áo dài tay, giày đế có độ bám dính tốt. Nếu cắm trại qua đêm nên dựng lều ở nơi cao, mang theo đèn tích điện, thuốc chống côn trùng, đồ ăn và nước uống. Trước khi ra về cần dọn dẹp sạch sẽ để giữ gìn cảnh quan.